Một năm âm lịch được ghép từ hàng can và hàng chi, chẳng hạn Giáp, Tý, Ất, Sửu. Hàng chi có 12 chi tương ứng với 12 con giáp, mà trong clip trước thầy Kiên đã hướng dẫn cách xác định theo số dư khi chia cho 12. Chẳng hạn trong clip đó chúng ta đã xác định được 545 là năm Dậu, năm 1968 là năm Thân, năm 2010 là năm Dần và năm 2019 là năm Hợi. Hàng can bao gồm 10 can, sắp xếp theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, được sắp xếp trên sơ đồ các đốt ngón tay như trên. Để xác định được hàng can của một năm, chẳng hạn 1945, chúng ta sẽ lấy chữ số cuối của năm là chữ số 5 cộng với 6, ta được tận cùng bằng 1. Đối chiếu nó trên sơ đồ các đốt ngón tay, ta được hàng can của năm đó là Ất. Vậy năm 1945 là năm Ất Dậu. Năm 1968, chữ số tận cùng bằng 8 cộng với 6 cho ta chữ số tận cùng bằng 4. Bấm 4 đốt ngón tay, ta được là Ất, Bính, Đinh, Mậu. Như vậy năm 1968 là năm Mậu Thân. Năm 2010 tận cùng bằng 0 cộng với 6 cho ta tận cùng bằng 6, nên hàng can của năm này là Canh. Vậy 2010 là năm Canh Dần. 2019 có chữ số tận cùng bằng 9 cộng với 6 cho ta tận cùng bằng 5. Vậy hàng canh của năm này là Kỷ, nên năm 2019 là năm Kỷ Hợi. Bạn hãy tính xem năm dương lịch 2021 sắp tới thì năm âm lịch là năm gì? Comment kết quả ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay và có giá trị thì xin hãy chia sẻ. Và đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những video tiếp theo.